Tối 4 tháng 4, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Nguyễn Phương Hằng tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng các đồng phạm thực hiện, tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Phương Hằng được giảm mức án từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng, Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, giảm án xuống còn 1 năm tù. Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng và Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, giảm xuống còn một năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tòa cũng bác đơn kháng cáo của Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, do Nguyễn Phương Hằng tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng các đồng phạm thực hiện do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm là bị cáo Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng và Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, riêng với Nguyễn Phương Hằng, dù không kháng cáo và đang chấp hành án tù nhưng vẫn được triệu tập đến phiên tòa để phục vụ công tác xét xử. Ngoài ra, còn hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni. Tuy nhiên, chỉ có Đinh Thị Lan có mặt, còn Ni đang chấp hành án tù nên xin xét xử vắng mặt.